Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Cải cách hành chính của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính thực chất là xây dựng một nền hành chính gần dân và vì dân. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, trong thời gian qua thì các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngày 3 tháng 12 năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 17 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị số 17 được triển khai và đi vào cuộc sống đã được hầu hết các cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tích cực và đông đảo người dân đồng tình. Sau gần 7 tháng thực hiện, chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo được những bước chuyển rõ rệt trong việc thực hiện nghiêm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đây là nội dung mà chương trình Cải cách hành chính kỳ này đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mặc dù là một xã vùng sâu vùng xa, cách trung tâm huyện hàng chục km, nhưng trong thời gian qua, nền nếp làm việc tại cơ quan Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu rất nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ, công chức đi làm đúng giờ quy định, giải quyết công việc chuyên môn có trách nhiệm và hiệu quả hơn. Tình trạng uống rượu bia trước và trong giờ làm việc hầu như không còn diễn ra cả khi về làm việc tại các bản làng. Những chuyển biến tích cực này là hiệu quả của việc triển khai quyết định 740/2013 của Ban Thường vụ huyện ủy Quỳ Châu và chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ sau khi là đã quán triệt và thực hiện thì như vậy là anh em đã đi vào nền nếp cụ thể. Buổi trưa, buổi sáng là không uống rượu. Nhiều đồng chí là coi như là đã có phản hàn. Nhưng mà từ cái chỗ là coi như là anh em là giải thích rồi là giáo dục quán triệt thì anh em là chấp nhận. Còn đây là không khí làm việc tại Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò. Từ đầu năm 2013, Ủy ban Nhân dân thị xã đã thực hiện chỉ thị 01 tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Mỗi một cán bộ công chức đều được phân công nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí làm việc. Vai trò người đứng đầu được đề cao trong việc gương mẫu, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Với việc thực hiện chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã nâng cao hơn hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Quy định về việc không hút thuốc lá nơi công sở, không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực được cán bộ công chức thị xã du lịch biển thực hiện nghiêm. Việc thực hiện chỉ thị 17 còn giúp Ủy ban Nhân dân thị xã tăng cường biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chúng tôi đã tổ chức quán triệt đến tầng cán bộ đảng viên từ thị xã đến các phường xã trong triển khai thực hiện cái chỉ thị 17. Cái thứ hai là đã thành lập một cái ban chỉ đạo do đồng chí chủ tịch ủy ban làm trưởng ban và các phòng ban có liên quan để thường xuyên là kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của cán bộ công chức từ thị xã đến các phường xã. Cái thứ ba nữa thì chúng tôi đã phát động cái phong trào để kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã, trong đó thì có cái nội dung là nghiêm túc triển khai thực hiện cái chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị, việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị. Một số cơ quan đơn vị buông lỏng quản lý, chưa thường xuyên theo dõi kiểm tra mức độ rèn luyện của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nể nang, né tránh trong việc xử lý các hành vi vi phạm. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong chỉ thị 17, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản về quản lý cán bộ công chức, viên chức, rà soát sửa đổi bổ sung phù hợp quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại các cơ quan. Đối với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, khi chỉ thị 17 ra đời, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định đây là một chỉ thị có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của đơn vị thuộc Đảng bộ. Đảng ủy khối đã yêu cầu các đơn vị quán triệt nội dung chỉ thị tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, đưa vào nội quy quy chế cơ quan. và các cuộc sinh hoạt chi bộ gắn với tiêu chí thi đua xếp loại cuối năm. Chúng tôi đã tổ chức sớm tổ chức một cái hội nghị báo cáo viên toàn khối để phổ biến quán triệt cái nghị quyết này, cái chỉ thị này. Đồng thời yêu cầu thủ trưởng, rồi bí thư cấp ủy các cơ sở đảng trong toàn khối trực tiếp quán triệt và giao nhiệm vụ cho các cái bộ phận liên quan để cụ thể hóa cái chỉ thị vào trong cái hoạt động của cơ quan thời gian tới. Cái thứ hai nữa là sau khi quán triệt thì Ban Thường vụ Đảng ủy cũng ban hành một cái văn bản với công văn để đó yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng triển khai lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong các cơ quan đơn vị quán triệt và cụ thể hóa các nội dung chỉ thị vào trong hoạt động của cơ quan mình. Bên cạnh đó thì Ban Thường vụ Đảng ủy cũng có cái chủ trương, có cái tập trung yêu cầu thì các tổ chức đoàn thể chính trị trong khối, mà trước hết là đoàn thanh niên, và trước đó thì công đoàn viên chức cũng đã có các cuộc hội nghị để triển khai quán triệt trong cái đoàn viên hội viên của mình, và hai đoàn thể này đã tổ chức cho đoàn viên của mình kỹ cam kết để thực hiện cái chỉ thị 17. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, khối các cơ quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã tổ chức quán triệt chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới cán bộ viên chức và người lao động. Việc tập trung thực hiện tốt chỉ thị 17 còn được đưa vào nội dung nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức cơ quan. Đảng ủy, chuyên môn, phối hợp công đoàn, cơ quan đã tổ chức cho cán bộ viên chức và người lao động ký cam kết thực hiện nghiêm túc chỉ thị 17. Theo chị Lê Thị Thanh Huyền, Phó phòng tiếp nhận và quản lý hồ sơ, thì chỉ thị 17 đã tác động đến ý thức, trách nhiệm của mỗi một cán bộ viên chức. Chúng tôi cũng sẽ xác định được vai trò, vị trí và cái nhiệm vụ của mình ở đây là phải làm như thế nào. Thì nó tác động đến nhận thức thì nó sẽ cùng hành động làm như thế nào đó để mà thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính. Thì nó thể hiện trên hai cái mặt lớn, đó là cái mà về cái tinh thần thái độ phục vụ. Đó là cái đầu tiên, và cái sau đó là cái là thực hiện cái nghiêm túc cái nội quy quy chế, thực hiện cái quy định về cái thủ tục hồ sơ mà đã được công khai ở đây. Sau 7 tháng thực hiện chỉ thị 17, việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính ở cơ quan Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ viên chức thực thi nhiệm vụ theo đúng tinh thần, trách nhiệm và thân thiện. Quy trình thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng đơn giản. Hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao hơn. Trong 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và xử lý trên 13.000 hồ sơ các loại. Việc cán bộ viên chức đi muộn về sớm, sử dụng thời gian hành chính làm việc riêng được hạn chế. Không còn hiện tượng cán bộ viên chức sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Để có được sự chuyển biến đó, lãnh đạo cơ quan đã xác định đúng mục tiêu, nội dung của chỉ thị 17 để đưa ra những giải pháp hữu hiệu. Chúng tôi đã tiến hành rà soát lại các cái quy trình thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, đã ban hành cái quyết định 612 để sửa đổi bổ sung, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý việc thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo cái việc giải quyết kịp thời cho người dân, xây dựng cái nội dung chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của năm 2014 là thân thiện, minh bạch, chính xác, kịp thời, phù hợp với nội dung của chỉ thị 17. Là quản lý chặt chẽ cái việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như là việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức, tăng cường công tác kiểm tra đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức viên chức, và không chỉ tổ chức thực hiện tại bộ sở tỉnh mà tiến hành kiểm tra ngay tại các đơn vị trực thuộc. Cũng là một đơn vị có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức doanh nghiệp, chỉ thị 17 đã giúp Cục Hải quan Nghệ An biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong việc duy trì, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình. Cục đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật lao động, không hút thuốc lá, bảo đảm thời gian làm việc theo đúng quy định, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức tham gia làm thủ tục hải quan. Chúng tôi đã thành lập cái tổ kiểm tra đột xuất trong cái kỷ cương kỷ luật hành chính, nhằm là kiểm soát những cái hành vi của cán bộ công chức hải quan đối với những cái việc ví dụ như là hút thuốc lá ở cái nơi làm việc, rồi uống rượu trong giờ làm việc, hoặc là cái chấp hành ngày giờ công cũng như ăn mặc trang chế phục trong khi thi hành công vụ nó không đúng quy định. Và từ đó đến nay thì quá trình thực hiện thì thực sự là tác phong của anh em hải quan làm việc ở dưới các điểm nó chuyển biến hẳn, và cũng đã tạo cái dư luận đồng thuận ở trong các cái cộng đồng doanh nghiệp. Có thể thấy rằng việc chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính luôn được các cơ quan đơn vị chú trọng. Tuy nhiên, việc triển khai mới chỉ dừng lại trong phạm vi từng đơn vị. Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra đời được triển khai một cách bài bản đến các cấp, các ngành trên địa bàn đã tạo ra được hiệu ứng tích cực trên một phạm vi rộng. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính đã có những bước chuyển biến tích cực. Hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết công việc nhanh hơn được người dân, tổ chức và doanh nghiệp ghi nhận. Trước đây là thỉnh thoảng là tôi đến là khó khăn, thấy có một số trường hợp là vẫn phải đi tìm hoặc gọi điện thoại, rồi lá ca, có thể nói lá ca trong quán cà phê, hoặc là đi uống ngồi quán về hay chẳng hạn. Nhưng mà hiện nay tôi thấy là tình trạng này không xảy ra nữa. Bản thân tôi thì cũng nhìn thấy các cơ quan hành chính nhà nước cũng như các cái công sở đến đúng giờ rồi là làm việc rất là chăm chỉ, hiệu quả cao. Bởi vì là giảm bớt các cái thủ tục phiền hà này, rồi những cái thời giờ giấc là nó cũng thực hiện nghiêm túc hơn. Tuy mới được triển khai hơn 7 tháng, nhưng chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm chuyển biến nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chỉ thị 17 đòi hỏi các địa phương, đơn vị phải tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, gắn liền việc thực hiện với siết chặt kỷ cương của đơn vị, kịp thời động viên khen thưởng những tập thể cá nhân, gương mẫu và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Mới triển khai thực hiện chỉ thị 17 còn hơn 6 tháng thôi, thì chúng tôi cũng cảm nhận được thấy rằng là có khá nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua cái việc đánh giá các cái việc làm cụ thể, cái ý thức chấp hành cái giờ giấc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối nó có chuyển biến rộng, kỷ luật, kỷ cương tập trung hơn, nghiêm túc hơn. Cái việc mà được của cá nhân được cấp trên giao, lãnh đạo giao thì anh em chú ý hơn, tiến độ nó đảm bảo hơn và chất lượng làm hơn. Mà tôi cho rằng đấy là một cái hết sức quan trọng trong cái việc mà tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Vì bản chất nó cuối cùng thì vẫn phải là để mà đẩy nhanh cái tiến độ giải quyết công việc theo nhiệm vụ chính trị của mình. Những bước chuyển từ chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thể chưa đạt được với kỳ vọng như mong đợi, nhưng những thành công bước đầu là rất đáng ghi nhận. Cùng với chỉ thị 03 về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, thì việc tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuẩn mực về đạo đức, lối sống, có trách nhiệm trong thực thi công vụ, từ đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.